Con nhà chị nó đang lo lắng là không phải sợ không ở gần biển. Ở đây có bể bơi. Đấy. We are standing in front of lighthouse. But you can't see the little thing. Yeah, so lighthouse. There's the lighthouse. Mẹ đang quay rồi. Thì đấy. Đấy mẹ mình muốn quay lại một cái vết cháy nắng của mình. Mình phải nói rằng thật là may vì cái nước neo này nó không ngọt. Nhưng mà cái bánh chả cá này mình... Trong lúc độ ngồi taxi để vào trong thành phố thì nhà mình nhìn quay sắp kỹ một chút thì... Đây, em cứ mò giấy tờ nhà chị trong này. Tự lấy của chị trong này có thẻ của anh nữa. Thẻ. Em cần cách của chị thôi được rồi. Em cứ pick bất kỳ cái gì cũng được. Cái nào cũng ok hết. Của chị đó. Con nhà chị nó đang lo lắng là không phải sợ không ở gần biển. Ở đây có bể bơi. Gần biển à? Đấy. Có nghĩa là cách biển chắc khoảng 10 mét chưa tới cỡ đó. Thôi em không sao. Chị hiểu, miễn là đây là gần biển rồi. Rồi, we will see the room. If you're not happy, I will upgrade another room. Okay. Okay. Cứ để xe đấy đã rồi đi xem bìa phòng đã. No, you just relax. We are going to our room. If we're happy, we stay there. Otherwise, I will choose the other room and have to pay more. Phòng thiết kế màu hay nhỉ? Mỗi phòng một màu. Đây, ra đằng kia là biển khoảng 1 mét. Chiều nay sẽ ra biển nằm. Dù có chuyện gì xảy ra. Wow. Đi cũng mà. Thế này là được rồi. Gần biển thế này còn gì? Không. Nó đẹp quá. Đẹp quá. Chị nghĩ là rộng nhà chị đang ngủ nhà chị đấy chứ không phải bé đâu. Đi xem nào. Ok, đủ không sao đâu. Ok, mẹ, nhưng mà bây giờ phải mẹ chắc không? Mẹ chú ngủ đây, con ngủ đây. Ok. Đủ em ạ, chị thấy dạ, chị dạ. Gần biển thế này là chị thích. Em tính chừa chị cái căn nhất chị là trước vị á mà khách em đặt hai phòng gần nhau á, xong cái vô trước chị á, cho cái bắt em phải lấy phòng đó này. Ôi trời ơi, các bạn là khách của em đặt trước đấy dạ. Rồi. Xong cái em mới lấy phòng này cho chị á, chứ em tính giữ chị phòng kia. Tại vì chị, lúc đầu chị cho chị đạp xe đạp ra cái là em giữ phòng kia cho chị. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Chị muốn để xe đạp ngay gần chỗ phòng yeah. Ngủ của mình, chứ còn phòng nào khác à? Dạ yeah, không, cái còn cái phòng này khách lấy rồi đó. Ôi. Trời ơi. Khách đến sớm hơn chị à? Dạ yeah. Từ hôm qua hay là hôm nay? Hồi lúc 11 giờ á. Đó. Dạ yeah. Nên là em phải cho chị cái phòng này nè. Chị vứt xe đạp ở đây là hợp lý nè, chị tha lôi. Không. Mọi người có nhìn thấy trước mặt là cái gì không? Đây là một ngọn hải đăng nhỏ nhỏ ngoài ngay gần chỗ mình. Chỗ kia là có cái cờ của bên Coco Beach Camp. Một lúc mình liên hệ đặt phòng rất khó khăn mà. Lúc mình đặt lại thì đã hết phòng, mình không hiểu. Mình định đến khách sạn ngủ chợp mắt. Ngủ đến khoảng 5 giờ chiều, lúc mình đến khoảng 3 giờ. Thì hai vợ chồng tắm cả nhà tắm rửa nghỉ ngơi xong lăn đùng ra ngủ hơn 6 giờ. 6 giờ 15 mới thèm bước ra khỏi nhà. Lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh lighthouse vào ban đêm. Rất thú vị. Hai vợ chồng giờ đang đứng trước biển. You want to say something? Come on, tell your feeling right now. You feel better. I'm happy to be here. This is really nice. Oh, me too. Can you see us? That will help a little bit. A little bit, you can see us. Okay, you turn here. That we are standing in front of lighthouse. But you can't see the little thing. Yeah, lighthouse. There's the lighthouse. Thank you for your light here. Yeah. Yeah, that works okay for us. Thank God I don't have to take you to the hospital the afternoon. When did you say, I just want to lie down. I opened my eye, big eye. What happened to Larry? Why do you want that?
You never yeah, did that. No, I wasn't feeling very well, and the heat and the heat make you tired. Yeah. Maybe it gives you high blood pressure. I don't know. I don't know. But again, things just not feeling right. Me too. You know, so who knows what's going on. I couldn't check my blood pressure and find out what. Oh, the lady of that restaurant, the house shop, told me she had to. She had a blood pressure cuff? Yeah. We could have checked? Oh, I forgot. Maybe we should have checked my blood. But then, again, if it was really high, what would we have done? You would have called the ambulance. Yeah, maybe. I would call the ambulance. I wouldn't want that. I know. I just felt like, you know, the heat was getting to me, and but I knew we only had 9 more kilometers to go. So. But anyway, I'm so scary. I felt like if I could feel a little bit better and ride the bicycle, then we would get to here without a problem. But. I did have my doubts. I thought about it for a minute, like, you know, is there any way we could get a car? At that time, your eye turned black and your head was spinning? A little bit. Again, I wasn't feeling too bad, but I just felt like I really needed to sit down for a minute. Okay. To lie down for a minute. Đấy, mọi người nghe câu chuyện chưa? Anh lúc chuẩn bị đi thì Lâm Đồng ra cũng như vậy, anh muốn nằm chỗ mình thì anh bao nhiêu lâu chưa bao giờ thấy cái cảnh đấy, sợ gần chết ra. Oh, the sea is warm. It's warm. We can swim oh, in that. Oh my God, yes. Oh, we can even take a swim dive right now. We could swim in the sea. Yeah, at night. Rất thú vị. Buổi đêm dạo biển đây, sóng ở đây rất là dịu dàng, không hề mạnh chút nào, nhiều hơn cả ở dưới ở Nha Trang này vậy, dưới thành phố Hồ Chí Minh. Đường đi cũng đẹp, ai mà đi ô tô thì không hành xác như vợ chồng mình thì cái chuyến đi này chắc tuyệt vời lắm. Có tổ dòng mình đi kiểu phải là hành xác một tí cho nó có kỷ niệm và nó không giống ai. I think our trip will be a novel to compare to many people travel. They take the bus or car instead of bicycle or scooter instead of cycling. Bicycle is better. Yeah, I know, but look at us today. Mm-hmm. Everyone has trouble. There are things you can do. Yeah. One is, you know, leave early in the morning. Mm-hmm. You know. We're not riding bicycles for very long. Yeah. If we leave at 7 in the morning and don't mess around, you know, it's a little more difficult. You and Min, especially Min, want to stop a lot and ride slowly. Yeah. Thì đấy. Đấy, mẹ mình muốn quay lại một cái vết cháy nắng của mình. Do mình ẩu cấu thả không chịu kéo cao cái gì nhở? Cái găng tay lên tận cổ. Mà lại mình lại để hở. Mình nghĩ là sắt không sao đâu, xong đây. Ui dồi. Đây là 2 hôm sau rồi đấy. Chứ còn cái lúc mà đỏ ửng lên thì nó khủng khiếp á. Đau rồi. Nó rát. Mà không chịu bôi kem chống nắng từ đấy đúng không? Tại con nghĩ là nó cũng chả cần đấy. Xong bây giờ về nó hối hận. Thế còn tay kia có bị đâu? Không. Cái này thì thật thì cũng tí cũng à. Vết nhỏ nhưng không vấn đề gì cả. Nhưng tay này là tay hở này. Úi giời ơi. Và buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối thế nào nhỉ? Cả nhà gọi là lợn che cám hết. Mình gọi ít thức ăn nhất mà cuối cùng mình ăn được một tí súp cháo hải sản. Con gái thì cũng ăn được một ít. Con làm cái gì đây? Đến khoe các vết thương à? Hiện giờ chồng cũng không ăn được. Chồng mình cũng đã không khỏe, mình cũng không khỏe. Con mình cũng bị xe nó quẹt ra nữa. Còn cái này nó sao dám như đấy? Thì nó bị quẹt qua. Cũng quẹt ra. Cũng quẹt qua xong rồi. Ôi ơi!
mọi người phải hiểu rằng là có một cái xe máy, nó để người ta để một cái thanh gỗ, xong ở trên có rất nhiều đồ nặng nữa. Trong cái thanh gỗ nó quẹt qua, nó đập trúng cái mông, mà xong rồi ngã luôn xuống ở một cái chỗ rất nhiều đá. Này còn sỏi răm nữa, đá răm chứ. Trời ơi, nó xước cho khóc mếu. Lúc đấy đi trên đường mà nắng thì đang gọi là ở mức độ cực cao, bởi vì nhà mình cứ dậy muộn, thế là đi đến lúc toàn từ 10 giờ đến 2 giờ chiều ấy, là cái tầm nắng nhất trong ngày. Thì ra ai cũng bị say nắng. Vì vậy, rút kinh nghiệm thì sau 2 ngày nghỉ đêm ở đây thì cả nhà sẽ phải quyết tâm dậy sớm và đi sớm hơn để tránh cái nắng. Buổi trưa thì có thể ngồi đâu đấy nghỉ ngơi ăn trưa 1-2 tiếng, bớt nắng thì mới đi. À đúng rồi, phải nói thêm một điều nữa, đó chính là cái lúc mà con ngã xuống, cái tay phải của con nó va phải một cục đá rõ to. Xong rồi, lúc mà con đứng nghỉ để mà băng ấy gâu, dàn mấy cái ấy gâu để chỗ chân, thế xong cái lúc ấy là tay không thấy đau đâu. Và cho nên khi mà cầm vào cái tay nắm rồi thì phải gọi là, mọi người có hiểu cái cảm giác mà bị gãy xương. Ôi, gãy xương đau nữa các con ạ. Nó bớt hiểu, nó rung lên nó mà nó đau. Đau thôi rồi, nhưng mà may là nhà mình rẽ vào một cái quán và cái bà ba bán đấy cũng gọi con trai rất nhiệt tình, đã giúp đỡ. Lấy khăn rồi đá trường cho. Sau đấy thì mẹ lại mua của bác cả một cái hộp salon pad. Nói chung là ở đấy mình gọi bao nhiêu dịch vụ cùng đứng dậy thanh toán có 35.000. Rẻ ơi là rẻ mà tốt hơn, biết là cô rất là tốt ấy. Thôi mẹ biếu chị đấy, mẹ bo thêm 4.000 đi. Lúc đấy mẹ không nghĩ mà trong túi chẳng còn đồng nào ấy, có mỗi mình lấy tiền, may mà còn đủ 35.000. Ông mẹ cảm ơn bao nhiêu? Cảm ơn nhiều chứ, cảm ơn sái cả mẹ. Tóm lại là chuyến đi này là chuyến đi nhiều rắc rối nhất là mình đã từng, hai vợ chồng đã từng đi. Và tình trạng nhà mình là đúng là lợn chê cám. À, ngày hôm nay ăn uống gọi là không ăn được gì luôn ấy, ăn được bao nhiêu là mình cho ra hết, sợ dã man. Còn chồng mình cũng thấy ăn no, cứ sáng thì nhìn bao nhiêu ăn ngon cũng chán, mà bây giờ trưa để tối đấy nhìn thức ăn bê ra, ngửi mùi thức ăn thì sợ. Đây mình xin giới thiệu với món này là bún thịt chả. Chả đây, chả cá, bún đây, và có con móng giò. Ôi, mình chưa ăn một kiểu bún này bao giờ. Nước lèo nhìn thơm ngon nhỉ. Oh, not bad, baby. At least the breakfast is simple, but it's just good enough for us. The food here is good. Last night, I didn't eat much, but the food was, I thought, tasted really good. Yeah. It was spicy, it was good. You know, luckily I didn't eat so much, otherwise I spent whole night at the toilet. Thôi mình sẽ tấn mọi người với gương mặt nó hơi thất thểu buffer của mình một chút sau mấy ngày hành xác, để review cái món bún chả cá nè. Đúng là ở gần biển thì sẽ có món liên quan đến chả cá rất là ngon. Yên cá với hải sản Úc. Đưa, muốn mình phải nói đâu, thật là may vì cái nước mèo này nó không ngọt, nhưng mà cái miếng chả cá này mình có cảm giác là người ta cho đường là ngọt luôn, mà cái vị ngọt này thì ở Hà Nội không bao giờ có, bởi vì người Bắc không ăn ngọt này. Nhưng ít nhất là ở đây là ngọt cũng chấp nhận được, không bị ngọt kiểu thành kẹo như là ở miền Tây. Nhiều nơi miền Tây mình đi mình kho cái thì cá kho tiêu gì đấy, ôi mình ăn thành kẹo. Cái này mình không chê nhá, vì đấy là thói quen ăn uống mà chỉ là mình không ăn được ấy. Đấy là quan điểm cá nhân thôi, nên là ai ở miền Tây thì đừng ném đá mình. Mình không có ý là nhiều khi đi đấy để ăn, mình cả bữa ăn nhà mình không ăn được thì bỏ lại cũng hơi phí, nhưng mà đấy là do thói quen thôi. Mình không ăn được thì mình phải chịu. Người ta cũng hỏi mình là sao không ăn được, mình thì bảo là bởi vì không hợp khẩu vị, nên là nó hơi ngọt với mình quá thôi. Mình cũng nói thật, có một điều mình vào trong năm ngoái hay năm kia gì đấy, mình đi ăn phở Bắc, công nhận là bát phở Bắc ở trong Nam đắt thật, nấu đúng vị đúng không, rất là đắt. Mình nhớ bát đấy 100.000 một bát, mà nếu mà mình ăn ngoài bát này, bát chỗ quán bên nhà mình 50.000 thì ăn cũng tương tự một thịt. Sài Gòn đúng là mảnh đất đấy.
gọi là đắt đỏ nhất ở Việt Nam mình á. Không nhớ lần cuối cùng ăn móng giò lúc nào, nhưng mà ăn móng giò nhìn cái bát bún ơi lại nhớ đến bún bò tai heo ở Huế. Ngon quá. The soup is really good baby. The broth. Đây con gái giờ mới đang ăn sáng. Mọi người nhìn sau cái này kia là một cái tủ đồ chơi mà bóng đồ chơi ở đây người ta bán hết. Nên mình hiểu là cái khu này phục vụ rất nhiều thứ. Còn ở cái khu đằng này có mấy cái thuyền, cái xe mô tô nước, nếu mà mình thuê thì chắc người ta cũng phục vụ thôi. Nói chung ở đây cái gì cũng có. Giá bao nhiêu thì mình chưa hỏi. Đây, mô tô nước. Rồi, có một điều thú vị hơn là mọi người nên thử. Đấy là xe bò. Mình chưa từng đi xe này. Ở đây đều dịch vụ này. Ở đằng kia còn thuê được cả thửa phao chuối để chơi này. Chỗ kia thì là đấy cái xe mà đã máy nước. Chiều nay mình sẽ thử hỏi xem là cái mình có thuê được cái xe bò này đi tít ra đằng kia không, về chỗ đi tới chợ hay là có thuyền gì cả. Rất là thú vị. Một điều nữa là thủy triều hiện giờ nó cũng lên tận đây này. Mà hôm qua mình đi tít tật sát ra cái chỗ đèn biển. Mà đèn biển xa phết ấy, đi cũng phải mấy hơn chục mét ấy. Mình hay cực luôn. Ở đây cũng thích thật đấy. Giá như mà họ đầu tư lại cơ sở vật chất đẹp hơn, tốt hơn thì rất tuyệt. Đây là cái thuyền thúng. Cho nên là bằng tre gỗ rồi người ta lại sơn thêm một cái lớp để chống nước vào nữa. Cái này nó chắc là hẳn rồi. Chơi truyền thống nhé, anh đi chơi phòng chuối chơi mà có phao. Nhưng mà chơi cái trò này hơi chóng mặt với mình. Mình đã từng chơi cái nhà phao ở Cô Tô. Sau khi chơi cái đấy về mình say sóng luôn. Trong lúc độ ngồi taxi để vào trong thành phố thì nhà mình nhìn quan sát kỹ một chút thì đây là một cái bộ gần ghế hay gì. Suy nghĩ một lúc thì thấy nó rất là chất. Mọi người rất là chất để đi. Chắc ở chỗ là cái ghế này là từ sợi từ nguyên thân cây ra phẳng lì luôn. Đây là thân cây này, đây cũng là một thân cây. Cái bàn này cầm nguyên gỗ khối nguyên hay là rất là đắt. Hai mình nghĩ đây là từ một thân cây hết này. Ở giữa làm bàn, hai bên là làm ghế. Mới đầu nhìn không kỹ thì thấy nó bình thường, nhưng mà suy nghĩ một lúc mình thuê bộ này hơi bội bội tiền. Không biết gỗ gì đây nhỉ? Không thấy cái xe nào vào đây đón không?